Đau quá nó không phải là đâu, không có đâu. Đâu không phải sẽ qua đâu ăn cho em. Em ăn rồi, em ăn rồi. Em đây này, ăn làm ăn cả mai nó mới ngon. Ăn cả mai nấu nước canh. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui, một ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, ngày nghỉ lễ an toàn các bạn ạ. Rất vui gặp lại các bạn ở trên cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Các bạn biết mình đang có mặt tại đâu đây không ạ? Các bạn thấy giống như kênh miền Tây chưa? Có giống ở đang ở miền Tây không các bạn? Đấy thì hôm nay, chỗ này mình không phải miền Tây các bạn nhá. Hôm nay Quốc Khánh, đúng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì mình đang có mặt tại Tiên Lãng, Hải Phòng các bạn ạ. Xuống đây khảo sát vườn táo cho một số anh chị em ở dưới này, và thăm một số gọi là cơ sở chuẩn bị trồng táo mới cho cái vụ 2023 này các bạn ạ, 2024 ấy. Thì xuống đây thăm và giới thiệu các bạn anh chị em là đang ở Tiên Lãng, Hải Phòng nha. Thuốc Lào luôn đấy, các bạn nào anh chị nào mà hút thuốc gọi là đặc sản Tiên Lãng thì thưởng thức tại đây nhé các bạn nha. Đó, mình đang đứng ở bên cái bờ kênh này rất là thơ mộng luôn. Bờ kênh hai bên là dừa và con nước, có cái thuyền độc mộc rất là đẹp luôn. Đấy thì mời các bạn cùng mình gọi đi vòng vòng một chút ở cái khu vực Tiên Lãng này. Đây đang tại Hùng Thắng các bạn nhé, Hùng Thắng Tiên Lãng, Hải Phòng luôn đấy. Ở khu này thì chủ yếu là chăn nuôi thủy sản và trồng lúa các bạn. Đấy, còn phía bên này, này. Đấy, sau sẽ phát triển táo ở bên này các bạn nhé. Đấy, trồng cây ở phía bên này luôn, cánh đồng rất là rộng. Bên này đang nuôi vịt kiểu rất là to luôn, cánh đồng rất là mát. Rất là lâu mới được đứng đón gió đồng, đón gió hương lúa này các bạn này. Đấy, hương lúa thời con gái này. Tại vì trên mình không còn lúa nữa rồi. Đấy, nên là được đứng trước cái cánh đồng không rộng lắm nhá, nhưng có hương lúa, có gió mát này rất là thích luôn đấy các bạn. Kín Quốc Khánh mà các bạn, nên là ở những cái vụ tụ điểm vui chơi thì chắc chắn là rất là đông rồi. Còn về những vùng quê thì rất là yên tĩnh luôn các bạn ạ. Ở đây có đầm sen nữa luôn này. Sen như mùa này sen không còn nở nữa rồi. Có lẽ là mình gọi là khảo sát này. Còn vườn của bác, cái cánh đồng đây thì để tới các bác trồng táo ở đây nhé. Đây, trồng táo đây thì anh vừa đưa ra đây để gọi là quật đất lên như nào, trồng như thế nào thì đợt tới thì sẽ chia sẻ cho bác cái cụ thể sau. Còn bây giờ vẫn còn đang lúa các bạn ạ, vẫn còn đang trồng lúa đây, cây lúa đây. Nên ra là lúa đây thì cũng cảm giác là cũng bị chuột phá lắm này các bạn này, còn phải trông gọi là làm bờ be các thứ làm kỹ càng lắm đây, có phải đơn giản đâu các bạn. Đấy, làm kỹ càng, làm có đám nào cũng làm cũng chăng cái bạt bóng này lên để chống chuột các bạn nhé. Chắc là đây chuột rất là nhiều luôn đấy. Tức là làm nó cũng tương đối là kỳ công, khó khăn và đầu tư đấy các bạn ạ. Để được hạt thóc ấy cũng không đơn giản đâu. Mình đi sang cái khu vực cánh đồng khu phía bên này các bạn nhé. Rộng mênh mông luôn. Kia là cái cầu Tiên Lãng các bạn cả. Cái cầu mà có rất là nhịp rất là cao luôn đấy. Nhưng mà không biết là lên được không. Thấy mấy anh em nói là đang cấm cầu. Bây giờ mình mời các bạn lên khu vực đấy nhé. Còn cánh đồng phía bên này thì mênh mông bằng cả luôn. Ở khu bên này thì nước nó hơi thấp, có lẽ rất là không trồng được các bạn này. Thấy nước thấp này. Và chỉ trồng ở khu nào nó cao cao hơn một chút nhé. Còn nước nó ngâm quanh năm này thì chắc là táo là không làm được rồi. Toàn bộ cánh đồng lúa khu bên này thì rộng mênh mông rồi, đa phần là dừa nhiều các bạn nhé. Mình tậu được cái em Claza VinFast này các bạn này, em của bác Vượng, có xe nhà bác Vượng này. Nó sẽ phi lên cái con cầu kia xem thế nào để mà các bạn cùng chiêm ngưỡng khu vực cầu này nhé.
Tiên Lãng, Hải Phòng, ở đặc sản thuốc Lào đấy các bạn. Nhưng mà chưa nhìn thấy cánh đồng thuốc Lào đâu, hay cánh đồng thuốc Lào ở chỗ nào các bạn cũng comment cho mình nhé, để mình biết. Mình chưa biết ở đâu chỗ nào, xã nào có thuốc Lào, cứ nghe giống kiểu là vải Thiều Lục Ngạn ấy, cái đến Lục Ngạn là có vải, nhưng mà Tiên Lãng, thuốc Lào Tiên Lãng thì chắc là chỉ một cái địa danh nhỏ nhỏ nào đấy thôi. Gió thì gió khu này gần biển mà, gió nhiều lắm. Đây cái khu các bác làm vườn ở đây, các bạn còn phải làm cái ụ lên như này các bạn nhé. Đây các bác muốn trồng thì các bạn có thể là dưới nuôi cá này, hay làm những cái rạch này, và trồng mướp, trồng niếc ở đây này, và trồng cây táo, cây tiết, hoặc là cây mít, cây ổi, các loại cây như này. Đây thì táo có thể làm như này các bạn này. Đó, ở cái khu mà nước nó trũng như này. Đây là khu dưới này thì vừa rồi mấy năm vừa rồi sốt cau các bạn, nên trồng cau rất là nhiều luôn. Nhưng cau mấy năm ở một hai, tức là cái khoảng thời gian này thì cau nó rẻ ấy. Còn đợt trước thì sốt cau khủng khiếp, cau này chưa được thu đâu các bạn ạ. Còn phía bên này thì dừa rất là nhiều nhé, là làm rạch, làm rãnh lên dưới nuôi cá, còn trên trồng cây ở vào những cái luống, cái rất là đảm bảo nó không bị úng nước, và nó nước nó có quanh năm ở dưới, rất là ok chứ phải không các bạn. Đủ đủ này, mít này, lấy ngắn nuôi dài, và cau này, cau này thì có lẽ còn lâu lâu mới được thu đây. Còn bây giờ mình sẽ đi lên phía trên kia để lên phía cầu nhé. Đó, phía lên đến phía chân cầu đây rồi. Ở khu này là toàn bộ là nước lọ để nuôi trồng thủy sản đấy các bạn này. Đây, phía đây này. Đấy, là những cái nuôi trồng thủy sản, tôm, cua, cá, ếch, các thứ đây. Toàn gió biển. Cách biển thì khoảng tầm hơn chục cây số nữa các bạn nhé. Nhưng mà cái khu này là khu cỡ nước lọ đấy. Những cái đầm nuôi thủy sản ấy, cái mùi tanh nồng của biển rất là nhiều, nghe rất là rõ luôn. Thì tất nhiên là phía trong cái thể là nước ngọt rồi, còn đâu quanh quanh đấy khả năng là nó còn sẽ có nước, tức là lọ đấy phải không các bạn. Mình thì mình chưa thử nước nhưng mình đoán thế. Mình lên cầu đây rồi nhưng mà cấm cầu các bạn ạ, không lên được, không vào được luôn đây, không đi được luôn nhé. Cầu vẫn đang làm và đang dang dở, chắc có một cái con đường to qua đây. Đấy, vượt qua cái sông này, cầu rất là cao đẹp đấy các bạn, nhưng mà không lên được, rất tiếc là không đi sang phía bên nhé. Đây, có lẽ mình sẽ quay lại ở phía mạn bên phía trong này, khu rất nhiều đồi dừa, rừng dừa, mình cả gọi là cánh đồng dừa luôn đấy. Cái đầm đây bà con đang múc để nuôi trồng thủy sản đây, đang múc lại làm lại đầm đây. Nói chung là mỗi vùng miền thì có cái đặc thù riêng. Trên mình thì kết quả, còn dưới này thì chắc là chủ yếu là nuôi trồng thủy sản nhiều ở khu vực này. Đền mẹ đúng không? Mẹ đẻ ra đàn con luôn này. Cảm ơn anh em nhé. Về Tiên Lãng các bạn ạ, không phải là được ăn con này, các bạn biết là con gì không? Con này là con dạm các bạn nhé, nó theo mùa, và các bạn thấy là nó không phải con cua đâu, nó rất là đặc thịt và rất là ngon luôn đấy. Bóc bóc của anh con này, đó. Đây, đây các bạn nhìn này, nó trứng này, đó, trứng nó rất là đậm đà và ngon, ăn cả luôn cả mai luôn này, nó đậm đà lắm đây, chấm thử nhé. Coi như là có ấy chưa, ngon chưa, cực kỳ ngon luôn các bạn, đặc sản Tiên Lãng. Đó, ngon lắm các bạn. Ăn hết hải sản rồi chuyển đến cái món chè kho này, nhìn nhé. Đấy, nhìn thấy ngon không? Đó, ui, ngon thật đấy. Chè đây, ó, ngon không, cực kỳ ngon luôn. Đó, à, mời các bạn nhé, ngon lắm. Mọi người bên kia vẫn đang uống rượu nhưng mình ăn món chè này, nó không ngọt quá đâu, nó ngậy và rất là ngon luôn. Thưa bẻ đôi con này ra cho anh cái nào. Đây không gian nhà anh chủ nhà đây.
Nói chung là ở quê dưới đồng bằng này mà có cái không gian rộng này là cũng là ok rồi phải không các bạn? Nó không giống như trên đồi, trên vải, trên mình đâu. Ở dưới này thế là làm được cái nhà có cái sân là quá là tuyệt vời rồi. Đấy, đất rất là, thế này gọi là rộng rồi các bạn nhé. Các bạn ơi, đến bến phà Dương Áo nhé, giờ đi sang Đồ Sơn, sang Đồ Sơn để quy hoạch khu bên đấy xem là chăn con gì và nuôi con gì các bạn ạ, cùng sang phía bên đấy đang chờ phà và mua vé phà nhé, xong rồi giờ chuẩn bị sang phà về bên kia, từ đây sang khoảng hơn chục cây số thôi, để các bạn cùng mình sang xem khảo sát xem nuôi được con gì các bạn nhé. Gà móng đỏ hay gà móng không đỏ thì các bạn cùng comment nhá. Đó, xin mời các bạn cùng lên. Còn ra đây Đồ Sơn đây các bạn. Còn bây giờ thì ra Đồ Sơn đây các bạn. Hãy đi ra Đồ Sơn khảo sát xem nuôi con gì và trồng cây gì các bạn ạ. Ở đây chắc là chỉ có nuôi con gì thì tốt thôi. Đang nắng. Theo các bác thì nuôi gà hay nuôi ngỗng hay nuôi vịt nuôi gan nhỉ? Ở đây chắc là nuôi con gà thì tốt đấy. Đó, bây giờ phải đi khảo sát quanh quanh tí rồi đi tắm biển các bạn nhé. Hôm qua tình hình đi Hải Phòng về rất là đêm, rất là muộn các bạn nhé. Hôm qua thì nắng mà hôm nay thì là mưa luôn rồi và nhiệt độ giảm rất là sâu luôn đấy các bạn. Hôm qua ở Hà Nội, toàn bộ miền Bắc ấy, khu vực Hà Nội là nó nắng rất là to luôn, nắng ngay trong một ngày Quốc Khánh. Và hôm nay thì đương nhiên ở mưa nhiệt độ giảm thì sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là cái cuộc đi chơi của anh em cũng như là những cái ngày nghỉ này sẽ ảnh hưởng đấy. Đấy thì chương trình đi khảo sát Hải Phòng cho mấy anh em gọi trồng táo các bạn nha thì cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị em Hải Phòng đón tiếp. Tài hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong mùa tới. Thế thì chúc các bạn anh chị em được mùa được giá và đặc biệt là trồng táo thành công. Xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.